Các bạn nha, nay mình thử cho Bìm Bịp ăn thịt nha các bạn. Các bạn thấy cô không? Có cô nha. Gấp được cùng mồi nó chạy rồi bạn ơi. Ok các bạn. Thấy không? Mình ăn luôn. Thấy không? Lung tung luôn. Nè. Con đó là nó hơi nhát nha bạn, con này nó rất là dạng nè. Thấy rất là tôm nha. Nè. Hai con nó dành rồi, con kia đớp luôn rồi bạn ơi. Không? Thấy nó cho nó ăn thịt cái nó đòi ăn hoài nữa các bạn. Ừ, mình thử cho nó ăn cá hồng tông nha. Cá hồng tông nha. Dạ nó đói rồi bạn. Giờ anh nò đó các bạn ơi. Anh nò anh ngơi rồi. Giờ mình mở lên mình cho con kia ăn đi. Mình bỏ vô chuồng cho con kia ăn, tại vì con kia nó nhát á. Thấy ăn không? Nò rồi đó bạn ơi, hai ba cục thịt nò luôn rồi. Bạn thấy không? Thôi mình giờ nò cũng tạm ngưng đây nghe. Bìm Bịp này là cũng có tác dụng làm thuốc bắt trị bệnh nhâm gụ, uống cũng hay lắm nha các bạn. Ở mình có quay đó, mình có quay còn nhỏ như này, hai anh lớn hai anh bệnh kia rồi. Thấy không? Rồi, chào cả các bạn nha. Hẹn gặp lại clip sau nha các bạn. Bạn thấy hay nhớ ủng hộ kênh Lâm Nguyễn TV nha. Chào các bạn.